Ừ, kiểm tra kiểm tra tổng quát cái đang thay lông rồi, hôm bữa đây chứ đây cũng có lông nỉ đây đẹp. Đẹp bây giờ lại vậy, lúc trước cái đây đẹp bây giờ lại xấu. Thay lông cái da nó có vấn đề gì không? Dạ nó là không không chảy gì, giữ cái đầu dạ bé này chết sẽ hơn hay đau chết mẹ giữ cái đầu nó la chỗ rồi phải không? Thương à. Ủa cái trời hả? Xém bóp cổ rồi đó. Thương quá. Thương mà. Thôi thôi tôi đi, tôi bắt dạ. Dĩnh rồi. Chị gái sao thêm cái này nha. Dạ dạ nhớ. Dạ cái này nè. Thôi cho nó ngậm gì không? Xong rồi mình lại chuột. Xo cho nó. Cái em tính xo hơi đi rồi cho nhỏ này xo chứ đi ủi đồ. Trời ơi. Ờ đúng rồi, tôi đi. Rồi. Ok. Sao sao mình nói với tôi đi nha. Nó là bên nào vậy ta? Bên nào của nó? Bên đây nha. Dạ không biết, kiểm đi. Dạ rồi. Em soi giùm cho nó với tôi đi. Một hai phút đi. Trời ơi. Con đi nha. Ừ. Con đi. Ép nha. Ép ra. Rồi.